Di Đà. Đầu cha mẹ đã tặng cho tụi con từng lời nói, từng âm thanh bập bẹ vỡ lòng. Cho nên cha và mẹ tặng cho chúng con rất là nhiều. Cho nên cha và mẹ là những vị thần, những bà tiên. Hiểu không? Cha là một vị thần sức mạnh, mẹ là một bà tiên hạnh phúc. Cho nên luôn luôn lúc nào tụi con sinh ra ở trên cuộc đời này, làm gì thì làm, tụi con phải làm sao giữ trong trái tim của mình có hai chữ: thương cha và thương mẹ. Nhớ điều đó. Một ông vua mà không có cái tình thương cha mẹ, ông vua đó sẽ mất ngay vàng. Một ông quan mà không có tình thương đối với cha mẹ, ông quan đó sẽ mất chức ở tù. Một nhà doanh nghiệp mà không biết thương cha mẹ thì tàn gia bại sản. Một ông thầy giáo, một cô giáo mà không biết yêu thương cha mẹ thì không xứng đáng là bậc mô phạm. Còn tụi con mà không biết yêu thương cha mẹ, tụi con không thể thành người được. Tụi con nên nhớ một điều đó, có cha có mẹ là có tất cả. Không cha không mẹ là chúng ta sẽ mất tất cả. Bởi vì cha mẹ là một cái gia sản ngàn đời mà tất cả con người ai ai cũng phải để dành. Đứa con nào không biết yêu thương cha mẹ là hủy hoại tài sản đó. Rồi tụi con mãi mãi không nên người đâu các con à. Cho nên cha và mẹ khổ cực với tụi con nhiều lắm. Từ khi tụi con còn nhỏ, cha mẹ lo lắng chăm sóc cho tụi con rất là nhiều. Cha mẹ thay phiên nhau, mỗi lần mà tụi con bệnh, cha mẹ phải thay phiên nhau thức trắng canh thâu để chăm sóc cho con. Gờ lên trán coi con có hết bệnh hay không, gờ lên trán coi con còn nóng hay không, rồi đó đi mua thuốc cho tụi con uống. Tụi con lúc bệnh rồi đó, tụi con đòi hỏi đủ điều hết. Tụi con lúc bệnh, tụi con giống như hoàng tử công chúa vậy đó. Còn cha mẹ giống như là những người ăn kẻ ở. Khi con bệnh rồi đó, con đòi ăn bánh bao. Mẹ ở nhà chăm sóc cho con, còn bố phải đạp xe đạp, mặc áo mưa, chạy hết cái tiệm này, chạy qua cái tiệm khác để mua cho bằng được cái bánh bao để về cho công chúa, cho hoàng tử ăn. Đó là tình thương của cha mẹ. Tụi con mà không hiểu được tình thương của cha mẹ, tụi con không cảm nhận được ân tình của cha mẹ, thì tụi con ơi, sau này cuộc đời của mình, tương lai của mình sẽ mờ mịt dữ lắm luôn. Cho nên con còn nợ cha mẹ con một câu gì tụi con biết không? Đối với con gái, khi mà tụi con lớn lên rồi, tụi con chải tóc, tụi con thấy mái tóc của tụi con tuyệt vời, tóc dài, đen lay lái gì đó. Tụi con tự hào, tụi con ngẩng cao đầu, tụi con đi vì người ta khen cái mái tóc đó đẹp. Nhưng mà tụi con có biết rằng cái mái tóc đó ai tặng cho con hay không? Mẹ đã tặng cho con một mái tóc tuyệt vời đó, để rồi sau này mẹ của mình theo năm tháng thời gian, những mái tóc xanh kia sẽ bạc màu, chỉ còn lại những sợi tóc màu mây trắng thôi các con à. Phải không? Vậy thì con gái ơi, tất cả tụi con còn nợ mẹ mình một câu: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Còn nợ không? Còn nợ một câu: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ không? Vậy đó mà từ xưa tới bây giờ, từ khi tụi con biết, tụi con biết thương, biết ghét, biết nhớ, biết này kia kia nọ, tụi con biết xài tiền, tụi con biết đòi ăn, tụi con biết trang điểm, tụi con biết chân diện, tụi con chưa có một lần đối diện với mẹ mình và nói: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì mái tóc mà mẹ đã tặng cho con. Còn con trai cũng vậy. Tụi con lớn lên, người ta khen thằng nhỏ này khôi ngô quá, thằng nhỏ này đẹp trai quá, vân vân. Tụi con cũng tự hào và tụi con cũng ngẩng cao đầu để tụi con đi. Nhưng mà những đứa con trai ơi, tụi con có bao giờ đến bên cạnh cha mình và nói: bố ơi, con cảm ơn bố không? Tụi con còn thiếu nợ cha và mẹ một câu cảm ơn đó các con à. Và suốt cuộc đời của tụi con chưa bao giờ tụi con có thể cảm ơn được. Suốt cuộc đời tụi con chưa bao giờ xin lỗi được. Thầy nói cho tụi con nghe, bạn bè của tụi con nó giận con, con sợ lắm, con xin lỗi nó liền. Con nhắn tin con xin lỗi, con điện thoại con xin lỗi. Con sợ bạn con nó giận con, nó không kêu con đi chơi. Sợ bạn con nó giận rồi nó không cho con gia nhập vào trong cái hội bạn bè của tụi con. Nhưng mà tụi con làm lỗi với bố mẹ, chưa bao giờ tụi con có một lời: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Tụi con còn nợ bố mẹ mình một lời xin lỗi đó các con à. Ngày xưa có một cô gái đó, sống chung với mẹ mình, mà bà mẹ bị mù hết một con mắt. Đi về nhà nó nói: mẹ ơi, ngày mai trường của tụi con có họp phụ huynh, mẹ nhờ dì hai đi họp giùm con. Mẹ đừng có đi, mẹ đi vô trong trường bạn bè con nó thấy mẹ rồi nó chọc con, nó nói
mẹ con như thế này, mẹ con như thế kia. Nhưng rồi mẹ của bé Lan cũng phải đi thôi, bởi vì dì hai còn phải đi họp cho con của dì hai. Cho nên mẹ của bé Lan phải đi vô trường học. Mẹ bé Lan vừa bước vô tới cổng trường thì bạn bè nó nói: "Ý, mẹ của bé Lan một mắt, ý, mẹ của bé Lan bị mù." Bé Lan mắc cỡ quá, nó chui xuống gầm cầu thang nó trốn. Từ đó trở về sau nó trầm cảm luôn các con à. Nó không chơi với ai hết, nó không nói chuyện với một người nào cả. Rồi nó hận tất cả những người mà nói như vậy. Nhưng rồi nó cố gắng nó học. Đến khi lớp 12 xong, nó thi đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái ngày mà nó khăn gói lên đường để đi vào trường đại học ở Sài Gòn nó học, mẹ nó đưa nó ra cửa, nó xách vali, nó quay lại nó nói với mẹ nó một câu như tát nước vào mặt: "Tôi hận bà lắm, bà biết không? Tôi hận cái con mắt, một mắt của bà. Tại vì bà mà bạn bè tôi nó chọc tôi, nó cười tôi hoài. Tôi thề với bà, tôi lên Sài Gòn rồi mới mốt tôi không bao giờ trở về đây nữa." Nó nói với mẹ nó một câu như vậy, rồi nó bỏ, nó quay lưng nó đi. Mẹ nó khóc, mẹ nó khóc rất là nhiều. Rồi lên trên đó đó, nó học hành trên đó, làm ăn trên đó, rồi lập gia đình ở trên đó luôn con. 7-8 năm trời nó không chịu về. Rồi một ngày kia, nhà trường ở dưới quê tổ chức một buổi họp mặt tất cả những cựu học sinh ở trường. Thì bạn bè nó quay về và nó cũng phải trở về cái trường cũ ngày xưa chỗ nó học. Khi nó quay về rồi đó thì vô tình như thế nào đó, chân của nó bước lang thang nó đi đến cái con hẻm đi vào trong nhà của nó. Lúc bây giờ trời cũng hơi nhá nhem tối rồi con. Bên ánh đèn đường, chiếc xe bán nước mía đậu ở ngoài đầu hẻm. Chiếc xe đó của dì hai năm xưa đó. Dì hai gặp nó, dì hai nói: "Lan, chàng ơi mày mới về hả Lan?" Con Lan giật mình, nó mới nói: "Dì hai ơi, mất lúc này má con ra sao rồi?" Thì bà dì hai bà mới nói: "Từ ngày mày đi tới giờ đó, má mày bệnh nhiều lắm. Má mày có nhờ thằng Tí con của dì hai viết một lá thư gửi lên cho mày. Nhưng mà cuối cùng rồi má mày nói thôi, nó hứa với tôi là nó không có về nữa. Thôi chị đừng có gửi thơ cho nó. Rồi má mày chết rồi. Bữa nay là tuần 49 ngày rồi đó." Con Lan sững hồn, giật mình, bởi vì ít nhiều gì nó cũng có một cái ân tình mà. Nó chạy về trong nhà của nó, hương tàn khói lạnh, cái căn nhà lá ộp ẹp, rồi cái bàn thờ bằng trỏng tre, cây tre làm thành cái bàn, rồi để cái hình, cái lư hương, không ai chăm sóc hết đó tụi con à. Nó chạy đến bên cái bàn thờ, nó ôm cái khung hình của mẹ nó, rồi dì hai mới nói: "Cái lá thơ năm xưa mẹ của mày kêu dì hai gửi cho mày nè, mà tao không có gửi, thôi sẵn dịp mày về, tao đưa lá thơ này cho mày đọc." Bé Lan mở lá thơ, nó đọc: "Lan ơi, con gái cưng của mẹ, mẹ thương con lắm, mẹ thương nhất là đôi mắt đẹp của con. Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện ngày xưa khi con lên 3 tuổi. Ngày xưa con lên 3 tuổi, mẹ dẫn con đi về quê thăm ông bà ngoại. Con chạy giỡn như thế nào không biết nữa, rồi con té, cái mặt của con đập vào trong bụi tre gai. Cái rễ tre gai nó đâm vào con mắt của con á Lan à, máu chảy rất là nhiều. Mẹ bồng con mà máu trong con mắt của con ướt cả áo của mẹ. Ở dưới quê của ông bà ngoại, mẹ bồng con mà chạy qua những chiếc cầu tre lắc lẻo gập ghềnh như vậy. Chạy qua những chiếc cầu khỉ, mẹ chạy mà không cần tay vịn. Mẹ chạy vô trạm xá nói: "Chị ơi, con mắt con của chị nó bị nặng lắm, chị lên bệnh viện đi." Má đón xe, mẹ đón xe, mẹ đưa con lên trên bệnh viện ở trên thành phố. Bác sĩ nói: "Chị ơi, phải giải phẫu và phải làm có một con mắt của một người nào đó để thế vào con mắt của bé, để không thì bé sẽ bị mù." Vừa nghe bác sĩ nói, mẹ nói: "Bác sĩ móc mắt của tôi đi." Bé Lan ơi, cái ngày đó con cũng bịt cái khăn trắng, mẹ cũng bịt cái khăn trắng trên đôi mắt. Cái ngày mà mở khăn của con ra, mẹ mừng lắm, bởi vì đôi mắt của con nó đẹp tuyệt vời, đôi mắt của con không còn tật nguyền nữa. Và kể từ đó mẹ chỉ còn có một con mắt hả bé Lan ơi.
Bé Lan đọc tới đó, bé Lan run run và rớt cái mảnh thơ của mẹ mình xuống dưới ngay chỗ cái bàn thờ. Bé Lan nói: "Dì hai ơi, vậy thì con mắt này của con là do mẹ con cho. Vậy mà từ xưa tới bây giờ con ghê tởm đôi mắt của mẹ con. Mỗi lần con đi học về, mẹ con nắm tay con giật tay mẹ con ra vì con ghê con mắt của mẹ con. Mỗi lần ngồi ăn cơm, mẹ con nhìn con bưng tô cơm đi chỗ khác bởi vì con ghê con mắt của mẹ con. Đến bây giờ con mới hiểu con mắt này của con là do mẹ đã cho con. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ." Các con ơi, lời xin lỗi của bé Lan quá muộn màng. Nó xin lỗi khi mẹ nó đã qua đời. Nó xin lỗi khi mẹ nó không còn nữa. Và ai nghe lời xin lỗi của nó đây? Tụi con cũng vậy. Có chừng một ngày nào đó, tụi con ơi, tụi con xin lỗi cha mẹ của mình muộn màng lắm đó. Cho nên tụi con còn nợ cha mẹ mình một câu cảm ơn và nợ cha mẹ mình một lời xin lỗi đó tụi con à. Có một thằng con trai đó, nhà nghèo lắm. Mẹ nó mất sớm, bố nó đi làm thuê làm mướn, lụm da chai, lụm bia lon, lụm chai nhựa đi bán kiếm tiền cho nó đi học. Một ngày kia bố nó bị bệnh, bị đột quỵ tai biến. Nhà cửa không có, ở trong bệnh viện cho ở nhờ một cái phòng dịch vụ. Rồi để mà nó chăm sóc cho bố nó, nhưng mà các con ơi, nó chăm sóc mà nó cằn nhằn dữ lắm. Rồi một ngày kia nó bỏ bố nó nằm một mình nó đi chơi. Hai ba ngày sau nó quay trở lại thì nó thấy trong căn phòng của bố nó rất là đông người ta bu lại. Nó chạy vào thì nó nhìn thấy bố nó đã chết rồi. Y bác sĩ đang tìm cách đưa bố nó vô trong quan tài, liệm bố nó vào trong cái hòm của các con à. Nó dọn dẹp cái giường của bố nó nằm, nó dỡ cái gối lên. Trong ở dưới cái gối có một cái bức thơ bằng tay vậy nè, viết chữ ngoệt ngoạc, bởi vì bố nó bị tai biến cho nên viết chữ không có điều được, viết chữ rung rung. Nó cầm cái lá thơ của bố nó mà nó đọc: "Con trai của bố, bố thương con lắm. Đáng lẽ bố chết từ lâu rồi, nhưng mà mỗi lần bố vịn được cái tai của con là bố hết bệnh liền. Mỗi buổi sáng mà con vô thăm bố, bố mừng lắm. Bố không cần uống thuốc con trai cưng của bố. Nhưng mà bố tủi thân bố lắm. Cái ngày con còn nhỏ đó, đút cơm cho con ăn, con chạy vòng 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 trong phòng, bố phải bò theo con để đút cho con được một muỗng cơm. Bây giờ bố bị đột quỵ, cái miệng của bố nó méo một bên. Con đút cơm cho bố lỡ văng một hộp cơm ra ngoài, con cũng mắng, con cũng chửi bố. Ngày xưa mặc quần cho con, bố phải dụ con 5 lần 7 lượt để con sọt cái chân của con vào trong ống quần. Bây giờ cái chân của bố nó bị tai biến, nó lóng ngóng vô cùng. Bố lỡ bố sọt 2 chân vào trong một ống quần, con cũng mắng, con cũng chửi bố. Ngày xưa đó, con kêu bố kể chuyện cho con nghe. Câu chuyện đó cả 100 lần rồi, nhưng mà mỗi lần con kêu là bố kể cho con nghe liền. Bây giờ con nói chuyện với bố, bố lỡ bố không nghe, bố hỏi lại có một câu, con mắng, con chửi bố, bộ ông điếc hả? Con trai cưng của bố." Đọc tới đó, thằng bé run run rồi rớt miếng mảnh giấy xuống dưới chân của quan tài. Nó nức nở, nó nghẹn ngào, đôi bờ vai nó rung lên và nó thì thầm trong miệng của nó. Nó ôm cổ quan tài và nó nói rằng: "Bố ơi, con xin lỗi bố." Các con ơi, lời nói xin lỗi quá muộn mà. Tụi con bây giờ chưa đến nỗi nào đâu. Tụi con phải làm sao thể hiện một đứa con tuyệt vời. 5 ngày trôi qua tụi con đến đây, 5 ngày đó chúng con phải củng cố tinh thần của mình. Chúng con phải làm sao để trở thành một đứa con ngoan hiền là đẹp nhất đó các con à. Ở đây không cần các con phải học giỏi làm giỏi. Tụi con trở thành một đứa con ngoan hiền. Những điều gì mà tụi con chưa nói với bố mẹ thì bây giờ tụi con phải nói. Những điều gì mà tụi con còn thiếu, tụi con phải làm sao để dung đắp cho bố mẹ. Tụi con phải có nhiệm vụ biến đôi giọt lệ long lanh trên mắt của mẹ mình, trên mắt của cha mình, để những giọt nước mắt long lanh đó biến thành những hạt kim cương lóng lánh. Đó là nhiệm vụ của tụi con. Tụi con phải cố gắng thật là nhiều. Đừng bao giờ để cho cuộc đời này nó trôi qua một cách vô ích, để tụi con cuối cùng rồi trở thành một tội đồ thiên cổ. Mỗi lần tụi con làm cho mẹ tụi con khóc là tụi con đã tước đoạt trên tay của mẹ mình 15 phút tuổi thọ.
Mỗi lần mà tụi con làm cho bố tụi con buồn, tụi con cũng là cướp trên tay của bố mình 15 phút tuổi thọ. Tụi con tặng cho mẹ mình một nụ cười, tụi con tặng cho bố mình một nụ cười là tụi con đã cúng dường cho cha mẹ mình 15 phút tuổi thọ. Tụi con suy nghĩ thử coi, từ ngày tụi con mở mắt chào đời cho đến bây giờ mười mấy năm, tụi con đã làm cho mẹ mình bao nhiêu lần khóc, làm cho mẹ mình bao nhiêu lần cười. Tụi con kiểm tra thử coi bao nhiêu lần cười và bao nhiêu lần khóc các con. Cho nên các con phải cố gắng, đừng bao giờ để cho cha mẹ của mình những bà tiên hạnh phúc, đừng bao giờ để cho bố mình những ông thần sức mạnh phải mãi mãi đau khổ vì con. Các con ơi, mẹ thương các con tuyệt vời lắm, thương các con, chăm sóc các con, chiều chuộng các con đủ thứ hết. Còn bố, tội nghiệp bố lắm các con à. Ngày xưa ông trời, ông lấy đất, ông nắn ra một hình hài. Ông làm cái hình này tới 7 ngày 7 đêm. Các thần mới hỏi, thưa Ngọc Hoàng, làm cái gì một cái hình hài mà tới 7 ngày 7 đêm như vậy? Lúc bây giờ các thần hỏi, thưa Ngọc Hoàng, tại sao chỗ này nó ướt nhẹp vậy? Ông trời mới trả lời, đây là nước mắt đó các thần à. Tại sao cái hình hài này nó mềm nhũn vậy? Ông trời nói, nó mềm nhũn nhưng mà nó mạnh mẽ lắm đó các thần ơi. Ta nói cho các thần nghe, ta làm nên một cái hình hài này, tuy rằng là nó mềm nhũn nhưng mà nó sống rất là mạnh mẽ kiên cường. Ta còn định làm cho cái hình hài này nhiều tai nhiều mắt nữa, để một con mắt nó nhìn vào trong mùng coi con của nó có ngủ yên hay không, một con mắt nó nhìn về trong trường học coi con của nó đi học như thế nào, một đôi mắt nó nhìn dưới chân mình để coi con của nó có té hay không, để nó đỡ con nó lên. Ta định làm cho hình hài này nhiều tay, thật là nhiều tay, để một tay nấu cơm, một tay xách nước, một tay đi chợ, một tay giặt đồ, một tay bữa củi, một tay bồng con và một tay dọn cơm cho chồng cho con ăn đó. Này các thần, ta làm hình hài này và ta đặt tên cho hình hài này là người mẹ. Các con ơi, nếu là Phật tử nữ, các con được ông trời tặng cho các con một tên gọi là người mẹ. Hiểu không các con? Con gái chúng con sẽ được tên gọi là người mẹ. Ông trời nói người mẹ hay khóc lắm, đụng cái gì cũng khóc, khóc nhiều lắm. Thương con cũng khóc, con nó học giỏi mẹ cũng khóc, mà con nó học dở mẹ cũng khóc. Con nó thương mình mẹ cũng khóc, mà con nó chửi mình mẹ cũng khóc. Thấy không? Tụi con ơi, tụi con không thể nào đong đầy được ân tình của mẹ đâu. Hiện tại bây giờ tụi con đếm coi, tụi con đếm coi mẹ mình đã khóc bao nhiêu lần. Mỗi lần khóc mẹ mình đợi cho mình ngủ rồi. Mẹ ngồi ở bên ngoài suốt đêm rồi mẹ khóc một mình. Những giọt nước mắt đó chỉ có trời đêm có thể làm chứng. Những giọt nước mắt đó chỉ có cái khăn mới có thể làm chứng. Những giọt nước mắt đó chỉ có vạt áo của mẹ làm chứng mà thôi. Thậm chí nếu mẹ có nằm xuống đi chăng nữa thì mẹ có khóc thì cái gối nằm của mẹ làm chứng cho mẹ khóc. Chứ tụi con làm gì tụi con biết? Tụi con không bao giờ biết mẹ con khóc lúc nào. Bề ngoài mẹ hay rầy mình đó, nhưng mà mẹ khóc. Một đứa con gái nó đòi mẹ nó mua cho nó một sắp vải trắng để may áo dài đi học, mẹ nó rầy nó đó, nhưng mà ban đêm mẹ nó lại khóc. Khóc vì sao vậy? Vì không có tiền cho con gái của mình mua áo dài để mặc đi học. Tụi con ơi, ở trong địa ngục A Tỳ có một cái tội, treo cái chân người tội lên, thòng cái đầu xuống. Ở trên đó là đồng đốt chảy thành nước, đốt đỏ lên chảy thành nước, rồi cái nước đồng chảy đó nó nhiễu xuống miệng của người tội. Người tội tự nhiên hả miệng ra, rồi giọt đồng nó rớt vào trong miệng, nghe một cái xèo, rồi người tội đó ngất đi. Con quỷ nó tạt nước, người tội tỉnh dậy lại tiếp tục hả họng ra để giọt đồng thứ hai nó rơi vào trong miệng, nghe một cái xèo rồi chết giấc. Con quỷ nó tiếp tục nó tạt nước rồi mở mắt ra, mà liên tục như vậy mới gọi là vô gián địa ngục. Vô gián là một địa ngục không ngừng không dứt, gọi là vô gián địa ngục đó các con. Lúc bấy giờ ngài A Nan hỏi Phật và hỏi cái ông quỷ dương đó, thưa ngài, tại sao ở dưới địa ngục có một cái hình phạt gì mà nó tàn khốc quá vậy thưa ngài?
Ông quỷ dương mới trả lời: Ngài xuống đây, Ngài thấy cái hình phạt này tàn khốc, nhưng mà Ngài có biết cái tên tội nhân này ở trên trần gian nó đã làm gì mẹ nó không? Nó đuổi mẹ nó đi ra khỏi nhà, nó không cho mẹ nó bước chân vô nhà vì nó nghe lời vợ nó đuổi mẹ nó đi ra khỏi nhà. Còn con nhỏ này nó cũng bị uống nước đồng sôi, lý do nó nghe lời chồng nó, để rồi nó xúi mẹ nó phải bán nhà bán cửa, mẹ nó không bán, nó quýnh mẹ nó dập lá lách đến chết. Cho nên chính cái tội đó mà nó xuống dưới địa ngục này, nó phải bị treo ngược để rồi nó uống nước đồng sôi. Thưa tôn giả, người này ở trần gian làm mẹ mình khóc bao nhiêu giọt nước mắt thì xuống dưới địa ngục phải uống lại bao nhiêu giọt nước đồng sôi đó. Tụi con kiểm tra coi tụi con làm cho cha mẹ mình khóc bao nhiêu lần thì coi chừng khi tụi con trở về bên địa ngục tụi con phải uống nước đồng sôi đó các con à. Cho nên tụi con muốn thoát khỏi cảnh giới địa ngục khổ đau đó thì ngay từ bây giờ tụi con phải làm sao những giọt nước mắt long lanh của cha mẹ phải biến thành những hạt kim cương long lánh. Có nghĩa là làm cho đôi hoa môi của cha mẹ luôn rộ nở những nụ cười và cố gắng phải làm sao lau cạn những dòng lệ nóng. Đừng cho cha mẹ mình buồn, đừng cho cha mẹ mình khóc nữa. Tụi con phải sống thật ngoan, thật hiền, sống thật giỏi để tụi con có thể đền đáp công ơn mà cha mẹ đã tặng cho chúng con mảnh hình hài này. Tụi con nhớ không, có khi A Nan hỏi Phật công ơn của cha mẹ làm sao mà có thể ghi được ở trong giấy. Đức Phật nói đó, gom giấy hết cả thế gian này, gom mực hết cả thế gian này, gom tất cả những cây bút ở thế gian này, giết mòn hết cây bút này tới cây bút khác, hết cạn cái mực này lấy cái mực khác, hết giấy này rồi lấy hết tất cả những kho giấy khác, giết hoài cũng không bao giờ giết hết được ân tình của cha và mẹ, không bao giờ giết được công ơn sanh thành của cha và mẹ đâu. Lúc bây giờ A Nan nói như vậy thì không thể nào ghi được công ơn của cha mẹ, thưa Thế Tôn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới trả lời: có, nếu cái người nào dám lột da của mình ra làm giấy, chẻ xương của mình ra làm bút, lấy máu của mình ra làm mực, thì người đó mới có thể giết được hết công ơn sanh thành, dưỡng dục, nuôi nấng, hy sinh của cha mẹ đối với mình. Tụi con dám lột da ra làm giấy không? Tụi con dám chẻ xương ra làm bút không? Tụi con dám lấy máu ra làm mực không các con? Nhưng mà ở đây Đức Phật nói như vậy không bảo chúng ta phải lột da làm giấy, Đức Phật không bảo chúng ta chẻ xương ra làm bút, Đức Phật không bảo chúng ta lấy máu làm mực đâu. Mà Đức Phật nói tụi con phải thương cha mẹ mình, thương từ ở trong xương, trong máu, xương để ân tình của cha mẹ, thương để thấm vào da, thương cha mẹ thấm vào từng thớ thịt, thương cha mẹ thấm qua từng dòng máu, thương cha mẹ thấm vào tận xương tủy. Hiểu không các con? Chứ không phải lột da chẻ xương đâu, mà mình thương cha mẹ mình trân trọng cha mẹ của mình để cho cha mẹ mình sống như thế, luôn luôn lúc nào cũng gần gũi với mình. Có một đứa bé đó, nó mới 8 tuổi thôi, mà trước khi nó đi học các con à, trước khi nó đi học, nó nhìn vào lòng bàn tay của nó, rồi xăm xui cái bắt đầu cái nó để lên đầu, nó đi học. Rồi bận về cũng vậy, từ ở trong trường đến về nhà nó cũng để bàn tay lên trên đầu. Bố mẹ nó hỏi: ủa sao mỗi lần con đi học con lại nhìn vào trong lòng bàn tay của con, rồi con để bàn tay lên đầu của con đi tới trường rồi từ trường con về nhà để làm chi vậy? Thì chú bé 8 tuổi mới trả lời: mỗi lần thức dậy con nhìn vào lòng bàn tay của con thấy máu của cha mẹ còn chảy trong con, máu mà cha mẹ đã cho con, máu mà cha mẹ đã tặng con còn chảy trong bàn tay của con. Mỗi lần con nhìn thấy bàn tay là con nhìn thấy bóng hình của cha mẹ, cho nên con để bàn tay lên trên đầu của con, có nghĩa là con đi từ nhà tới trường hay con từ trường về nhà, bố mẹ mãi mãi che chở cho con. Tụi con ơi, đứa bé mới 8 tuổi nhưng mà đứa bé nó dám nói, dám làm những cái điều mà tất cả chúng ta lớn mà vẫn chưa làm được. Tụi con có bao giờ đi học, tụi con đi học về, có bao giờ tụi con nghĩ là trên đầu của mình cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng gia hộ? Tụi con đâu bao giờ nghĩ rằng trên đầu của mình cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng chở che đâu các con. Cho nên cha mẹ mình mặc dù như thế đó, bằng xương bằng thịt như thế đó,
Nhưng mà cha mẹ mình là một Đức Phật giữa trần đời đó các con à. Cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tảo tần. Cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa vạn lần ngược xuôi. Không có ông Phật nào mà dầm sương giải nắng, không có bà Phật nào mà mặc chiếc áo thâm kim màu cỏ úa, đội chiếc nón lá rách tư vành. Không có bà Phật nào mà đi chân trần, không có bà Phật nào mà buông gánh bán bưng. Nhưng cha và mẹ là những Đức Phật tuyệt vời, những Đức Phật chưa bao giờ được ngồi tòa sen các con à. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cha và mẹ mình chính là Phật. Trong kinh Đức Phật dạy gặp thời không có Phật, cha mẹ mình chính là Phật đó các con. Cho nên các con có bao giờ nhìn thấy cha mẹ mình là Phật đâu. Chừng nào tụi con nhìn thấy cha mẹ mình có một sự hy sinh giống như ông Phật vậy đó. Phải không? Cha mẹ mình luôn luôn lúc nào cũng vậy, không ngồi trên tòa sen, ngồi ở ngã ba đường, ngồi dưới đất, ngồi bên cái giống gánh, hoặc là ngồi trên lưng con trâu, hoặc là nướng mình trong nắng hạn các con à. Lấy cái lưng mình đó để bán cho trời, lấy cái bụng của mình bán cho đất, đó là tình cha. Ân tình của cha, tuổi thọ của cha tỷ lệ nghịch với các con đó. Con dần lớn bên đời cha dần xuống. Các con càng ngày càng lớn, cha của mình càng ngày càng già nua. Các con càng khôi ngô tuấn tú, cha của mình càng còng lưng. Một ngày nào đó con trưởng thành, cha lại trút hơi thở sau cùng. Cho nên tình của cha, tuổi thọ của cha tỷ lệ nghịch với đời của tuổi con. Mẹ cũng vậy. Tụi con càng đẹp chừng nào, tóc tụi con càng xanh mượt chừng nào, thì mẹ cũng vậy. Mái tóc là những sợi tóc màu mây trắng đó các con ơi. Cho nên cha và mẹ đều là Phật hết đó nghe các con. Nhớ một điều đó, xin một phút, xin một phút cho con ôm thật chặt. Mẹ mẹ ơi, Đức Phật của con ơi, con vòng tay con đứng giữa đất trời, nguyện giữ mãi đôi môi cười của mẹ. Xin một phút cho con ôm thật nhẹ. Ôi tình cha lặng lẽ vốn không lời, ôi tình cha Đức Phật giữa trần đời, con quỳ xuống vạn ngàn lời xin lỗi. Tụi con ơi, hãy về nhà đi, để rồi có một ngày nào đó tụi con sẽ không còn kịp nữa đâu. Một câu nói đơn giản, mẹ ơi con thương mẹ lắm, bố ơi con thương bố lắm, một câu nói đơn giản, nhưng mà tụi con không nói thì không còn cơ hội để nói. Có một cô gái đó đi học, cô dự định trong bụng rằng là một ngày nào đó đẹp trời cô chạy về nhà, cô ôm mẹ mình ở phía sau lưng rồi cô nói thì thầm bên lỗ tai của mẹ, mẹ ơi mẹ đẹp quá, con yêu mẹ lắm. Rồi một ngày đẹp trời, con bé từ trường về nhà, bỗng dưng con bé ngay một hung tin, mẹ con bé bị xe đụng đưa vào trong bệnh viện cấp cứu. Bé chạy vào trong bệnh viện, bé ngồi trên cái ghế ngay cái phòng cấp cứu. Thời gian chậm chậm đi qua, nặng nề vô cùng. Cửa phòng cấp cứu mở ra, chiếc băng ca từ từ chậm chậm đi qua. Bác sĩ nói chúng tôi đã cố hết sức, nhưng bà bị tai nạn nặng quá không qua khỏi. Các con ơi, con bé chạy đến bên mẹ mình, ôm chầm lấy mẹ mình rồi nức nở nghẹn ngào. Mẹ ơi, con muốn nói một câu rất ngắn rằng mẹ ơi, con rất thương mẹ. Con chưa kịp nói, mẹ đã qua đời, ngước mặt giữa trời, kêu khàn cổ họng, úp mặt vào tay, nước mắt tràn vào lòng những tiếng nghẹn bi thương. Con muốn níu thời gian quay trở lại để được quỳ tạ tội với mẹ. Mẹ ơi, có chừng tụi con ngồi trong đây, tụi con có thể một ngày nào đó tụi con không còn có cơ hội để xin lỗi mẹ, không còn có cơ hội để nói mẹ ơi con yêu mẹ lắm đó các con à. Cho nên cha và mẹ luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho các con cả. Tình cha là cả mênh mông, là muôn vạn sáng trong lòng chúng con. Tình mẹ là ánh trăng tròn cho con soi bước lối mòn tương lai. Người ta nói cha và mẹ là Phật, nhưng mà tụi con có thể trả lời tại sao Phật mà không có hào quang?
Nhưng mà thật sự đó, Đức Phật luôn phóng hào quang xuống cho các con đó. Khi còn nhỏ, con đến chùa cùng mẹ, dắt tay con từng bước nhẹ trang nghiêm, mắt mẹ hiền như mắt Phật an nhiên, đã soi xuống đời con muôn ánh sáng. Mẹ đã soi xuống cho chúng ta muôn ngàn ánh sáng. Cha cũng vậy, là một nguồn sáng thiêng liêng để dìu dắt cho chúng ta trên vạn nẻo đường tương lai trong cuộc sống. Cha và mẹ tuyệt vời lắm các con à. Cha đang cuốc đất ngoài đồng, cha đang gặt hái dung trồng đời con. Mẹ ngồi vo gạo cầu ao, nước sôi bóng chiếc trắng phao tóc buồn. Các con ơi, mẹ và cha hy sinh cho các con rất nhiều. Cha dắt con đi giữa đất trời, gieo mầm sống nhỏ khắp mọi nơi. Cha trao sức sống từ tim não, chắp cánh cho con giữa cuộc đời. Mẹ dắt con đi giữa cõi lòng, mẹ dìu chân bước giữa mênh mông. Mẹ trao sức sống từ tim mẹ, để trái tim con trổ nụ hồng. Ngày rằm tháng 7 nào tụi con cũng có thể đến dự Du Lan. Rồi sắp sửa đây, tháng 7 Du Lan, tụi con sẽ được cài hoa hồng trên ngực áo. Hoa hồng đó chính là trái tim của mẹ đó các con à. Cho nên tụi con được sinh ra trong cuộc đời này, tụi con hạnh phúc vô cùng. Nếu có một người nào đến hỏi tụi con Đức Phật nào xuất hiện đầu tiên trên thế gian này, thì Thầy mong tụi con hãy mạnh dạn mà trả lời rằng cha và mẹ là hai ông Phật xuất hiện đầu tiên trên thế gian này. Tụi con nhớ rõ một điều, cha và mẹ là hai Đức Phật xuất hiện đầu tiên trên thế gian này. Vì có cha có mẹ mới có Thái tử Sĩ Đạt Đa, vì có cha có mẹ mới có Đức Phật Thích Ca nghe các con. Cho nên cha và mẹ mình là những Đức Phật xuất hiện đầu tiên trên thế gian này đó các con à. Cho nên các con phải cố gắng từ đây trở về sau, và mãi mãi trở về sau, tự hứa với lòng mình rằng tụi con sẽ cố gắng không làm cho cha mẹ mình buồn, không làm cho cha mẹ mình khóc nữa. Hãy cố gắng đi các con. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, cha mẹ mình sống cạnh bên mình cũng không thể nào dài được đâu. Mỗi một ngày cha mẹ mình cười, tụi con ơi hạnh phúc vô lượng. Mỗi một ngày cha mẹ con vui, hạnh phúc vô lượng. Bây giờ tụi con còn nhỏ, tụi con làm những việc nhỏ. Tụi con còn nhỏ, tụi con sẽ mang đến cho cha mẹ mình những niềm vui nho nhỏ. Nhưng dù sao đi nữa, tụi con vẫn có thể tạo cho cha mẹ mình có những niềm vui, để cha mẹ mình có thể sống đời với mình, hiểu không các con? Ông bà già xưa dạy mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Nhưng mà Thầy mong rằng tụi con không cần phải thắp đèn trời, mà tụi con chỉ làm sao thắp lên nụ cười cho cha mẹ. Hiểu không? Cái mà cha mẹ còn thiếu duy nhất là thiếu nụ cười của tụi con. Cha mẹ mình sống, cha mẹ mình có đầy đủ, nhưng mà cha mẹ nhìn tụi con, cha mẹ thấy cha mẹ vẫn còn thiếu ở tụi con một nụ cười. Con có thể cho cha mẹ đủ điều, lớn lên rồi con lập gia đình, tụi con làm ăn có tiền, tụi con có thể cho cha mẹ mình nhà cao cửa rộng nè. Con có thể cho cha mẹ mình tiền bạc này kia, có thể cho cha mẹ mình vật chất phù qua. Nhưng mà Thầy xin thưa với tụi con, cha mẹ mình chỉ thiếu một nụ cười. Thiếu một nụ cười thôi các con à. Tụi con bây giờ cũng vậy, cho cha mẹ mình một nụ cười đi. Cha mẹ mình cần cái đó. Cha mẹ mình cũng là Phật, nhưng mà ông Phật ở trong chùa. Các con ơi, tụi con đem cúng cho Phật một dĩa trái cây rất là nhiều quả, một bình bông rất là nhiều hoa. Con cúng Phật á. Nhưng mà cha và mẹ mình là Phật, không cần nhiều quả, không cần nhiều hoa đâu các con à. Cha và mẹ mình là những Đức Phật rất là bình dị, đơn sơ. Nhưng mà chính cái chỗ bình dị của hai ông Phật cha, Phật mẹ đó mà mãi mãi chúng ta tôn thờ. Chính cái chỗ đơn sơ của hai ông Phật cha và mẹ mà mãi mãi chúng ta không bao giờ quên được. Cha và mẹ là những Đức Phật mà không cần các con cúng nhiều quả nhiều hoa. Chỉ cần các con cúng dường cho cha mẹ mình, cúng dường cho Phật cha và Phật mẹ mình một quả và một hoa. Tụi con ơi, tụi con chỉ cần dâng cúng cho cha cho mẹ mình hai ông Phật ở nhà, một đóa hoa thôi,
đôi qua môi luôn rộ nở những nụ cười qua yêu thương đó các con à. Và tụi con cúng dường cho hai ông Phật đó một quả thôi, một quả tim của tụi con luôn tưởng nhớ. Ông Phật ở nhà chỉ cần các con cúng dường một quả, cúng dường một hoa, quả tim nhớ cha mẹ và một hoa yêu thương đối với cha mẹ. Tụi con làm được không? Được không các con? Hãy cố gắng lên và làm cho bằng được, để cha mẹ của mình mãi mãi luôn luôn lúc nào cũng tự hào, cha mẹ mình luôn luôn lúc nào cũng dạt dào bằng những nụ cười mà các con đã cho. Mỗi lần mà cha mẹ con cười, cha mẹ con kéo dài thêm một dài một khoảng thời gian sống chung với tụi con. Mỗi lần mà cười là kéo một khoảng thời gian dài sống chung với tụi con, như thế thôi. Hiểu không các con? Đó. Cha ơi, cha có nghe chăng, gió mang hơi thở sương giăng giọt sầu, cuộc đời lắm nỗi bể dâu, nhưng cha vẫn bắt nhịp cầu đời con. Cha khổ lắm các con à, bao nhiêu cái công việc nặng nhọc cuộc đời cha gánh vác hết. Cha thương các con cũng giống như mẹ thương, nhưng mà ông trời, ông đã cấm cha và không bao giờ cho cha con khóc. Ông trời ông làm một hình hài bằng đất sét, rồi hình hài bên đây ông cho khóc, còn hình hài bên đây ông nói với thần núi, ông hãy đem viên ngọc trong núi để nhét vào trong trái tim của cái hình hài này. Và đặt tên cho cái hình hài đó là người cha. Và ông cấm cha không được quyền khóc. Thương các con nhiều lắm, nhưng cha không giống như mẹ. Mẹ thương con thì mẹ khóc, cho nên mẹ buồn mẹ khóc, các con thấy được, các con chạy đến, các con an ủi, các con âu yếm, các con xin lỗi mẹ. Mẹ hết buồn, mẹ hết khóc. Nhưng mà cha con buồn, tụi con đâu có thấy cha khóc, cho nên tụi con không bao giờ xóa được cái nỗi đau của cha, không được làm dịu cái nỗi buồn của cha. Cho nên ở dưới quê, mỗi lần mà cha thương con, cha nhớ con, không giống như mẹ. Cha thương con, cha nhớ con, mỗi lần cha khóc, ông trời ông cấm không được khóc trước mặt vợ con. Cuối cùng rồi cha của mình chạy ra bụi chuối sau hè, ngồi dưới bờ ao nhìn xuống nước trong bờ ao, rồi cha ngồi cha khóc một mình. Hoặc là ở trên thành phố, cha buồn quá, cha nhớ con quá, nhưng mà cha không được quyền khóc trước mặt con và vợ, cho nên cha đạp chiếc xe đạp ra ngoài công viên, rồi cha ngồi trên băng ghế đá lạnh buồn, cha ngồi cha khóc. Giọt nước mắt muôn đời không luống cạn, giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi, ôi tình cha muôn thuở vốn không lời, luôn lặng lẽ âm thầm như chiếc lá. Cho nên cha thương con, nhưng mà ông trời cấm không cho cha khóc. Cho nên rồi tụi con ơi, có đôi khi tụi con giận cha của mình một cách vô cớ. Từ đây trở về sau, thương mẹ 10, thương cha cũng 10. Đừng bao giờ giận hờn cha nữa. Đừng bao giờ nói rằng tại sao cha khó quá. Đừng suy nghĩ như vậy. Bởi vì ông trời đã nhét viên ngọc vào trong trái tim của cha, cho nên làm cho cha cảm giác như lạnh lùng. Ông trời cấm không cho cha khóc, cho nên chúng con tưởng chừng như cha mình quá nghiêm khắc các con à. Hiểu không? Chứ thật sự ra cha vẫn thương con nhiều lắm đó. Cho nên từ đây trở về sau, tụi con thương cha mình nhiều, thương mẹ cũng nhiều. Thương mẹ bao nhiêu, thương cha cũng bao nhiêu. Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất, tôi xin thưa tôi chấp nhận từ đầu, nhưng được phép tôi thêm vào một chút, nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Cho nên cha và mẹ đều là những ân tình cao cả, đẹp tuyệt vời đó các con à. Cho nên thầy mong tụi con buổi trưa hôm nay hãy cố gắng, đừng có để thời gian trôi qua, đừng có để tâm hồn mình sao nhãng. Hãy cố gắng để trái tim của mình luôn luôn lúc nào cũng gửi gắm một chút yêu thương về cho cha mẹ. Hãy để khối óc của chúng ta mãi mãi tôn thờ bóng hình của cha. Đừng bao giờ để cho cái thời gian trôi qua một cách vô tội vạ, rồi chúng ta sẽ trở thành những tội đồ muôn thuở, tội đồ trong cuộc sống, tội đồ mang tên là bất hiếu tử. Hiểu không các con? Cho nên hãy cố gắng sống đẹp, sống vui. Mỗi lần mà con làm một điều gì mà người khác khen tặng con, tức là con đang trả hiếu cho cha mẹ. Bởi vì tụi con là một bản sao của cha mẹ mà. Cha mẹ là bản chính, tụi con là bản sao. Mà người ta khen cái bản sao này đẹp, người ta khen cái bản sao này tốt, tức là tụi con đã trả hiếu cho cha mẹ mình rồi.
Nhưng mà tụi con sống mà tụi con để cuộc đời nguyền rủa, tụi con sống mà để cho người ta chê bai mình, tức là tụi con đã bất hiếu với cha mẹ mình rồi đó tụi con à. Cho nên hãy cố gắng, nhất là con gái, tụi con phải làm sao gần gũi mẹ mình nhiều hơn. Và nhớ rằng mái tóc này chính là mẹ đã cho, Bồ Tát Quan Âm tóc rối đã cho mình. Bồ Tát Quan Âm ở trong chùa đầu đội khăn trắng, mình mặc áo trắng đứng trên hoa sen trắng. Nhưng mẹ mình là một vị Quan Âm tóc rối giữa đời thường, đầu không đội khăn trắng mà đội những sợi tóc màu mây trắng. Mình không mặc áo trắng mà mặc chiếc áo rách dai thâm kim màu cỏ úa. Không có đi trên bông sen mà đi chân trần lặn lội khắp chỗ này khắp chỗ kia, hang cùng ngõ hẻm, hết làng này qua làng khác để buôn gánh bán bưng. Buôn gánh để nuôi con, bán bưng để nuôi con. Có nhiều người mẹ đó quét, làm công nhân quét rác đó để đem tiền về nuôi con ăn học. Vậy mà con đó, nó không dám nhận mẹ mình, vì nhận mẹ mình nó sợ bạn bè nó chê là má của nó là công nhân quét rác này kia kia nọ. Tụi con ơi, công việc nào cũng là quan trọng cả. Một người mà công nhân quét rác là một người vĩ đại lắm đó, hiểu không? Dám hy sinh cuộc đời để làm đẹp cho cuộc đời. Khi mà tất cả mọi người đều yên giấc ngủ, tiếng quét rác ở ngoài đường sột sạt, nếu có một ngày nào đó tụi con ở trên lầu trong thành phố, tụi con giật mình thức giấc, tụi con mở cánh cửa sổ nhìn xuống bên đường, tụi con thấy những cụ, những bác công nhân quét rác vệ sinh đang làm cho cuộc đời, đang làm cho con đường nó sạch, để sáng ngày mai khi chúng ta mở mắt, chúng ta nhìn thấy con đường hoàn toàn sạch. Đó là một sự hy sinh thầm lặng. Cho nên cha mẹ mình làm những cái nghề đó là một nghề tuyệt vời. Các con đừng bao giờ dỗi chê cái nghề đó nghe các con. Hãy trân trọng. Những người đó là những vị Bồ Tát xuất hiện giữa cuộc đời đó các con à. Từ đây trở về sau, các con phải cố gắng làm những điều gì thật là đẹp, làm tất cả những điều gì thật là hay, sống để hoàn tất cái đẹp của mình, sống để hoàn tất trái tim của mình, sống để hoàn tất khối óc của mình. Để một ngày nào đó tụi con phải đưa tình cha lên tầng cao của khối óc để mãi mãi chúng con tôn thờ. Để một ngày nào đó chúng con mở cửa trái tim của mình để đón hình bóng của mẹ mình vào trong tim mình đó các con. Để mãi mãi mẹ và cha đều ở trong con hết. Đừng bao giờ để cho một ngày nào đó tụi con thất thần, rồi tụi con khóc thật nhiều. Thôi thế từ đây mất cha rồi, đong đầy nước mắt cũng vậy thôi. Mãi theo danh lợi cam lỗi đạo, thầm gọi vào tim tiếng cha ơi. Đừng bao giờ để một ngày nào đó mình thất thần, mình hoảng hốt, rồi mình nói những câu như vậy. Để rồi hằng ngày mình gọi bố ơi bằng sự mấp máy của bờ môi, mà chưa có một lần nào mình gọi cha ơi bằng chính con tim của mình lên tiếng. Đến một ngày nào đó khi con tim lên tiếng gọi cha ơi thì cha của mình không còn nữa. Thôi thế từ đây mất cha rồi, đong đầy nước mắt cũng vậy thôi. Mãi theo danh lợi cam lỗi đạo, thầm gọi vào tim tiếng cha ơi. Hiểu không các con? Đừng bao giờ để cho nó có sự cố xảy ra như vậy. Mẹ hiền điệp khúc bản tình ca, lòng mẹ bao la suối nguồn xa. Ôm ấp con thơ bầu sữa mát, ầu ơ con ngủ tháng ngày qua. Ầu ơ điệp khúc thành người đó các con. Các con ngủ trong vòng tay của mẹ, các con ngủ trong nôi, các con ngủ trên võng bằng tiếng ầu ơ của mẹ hiền bên nôi nhỏ, và đưa con vào trong giấc ngủ hồn nhiên và mỉm cười bên mộng đẹp. Cho nên một ngày nào đó con lớn lên, làm sao con có thể quên được đôi bầu sữa ngọt ngào và tiếng ầu ơ bên nôi nhỏ được các con à. Nhớ lúc đi xa con vắng nhà, mẹ hiền mỏi mắt ngóng tinh xa. Mẹ ơi sự nghiệp đa đoan quá, chưa kịp về thăm mẹ tuổi già. Đến lúc về bên cạnh mẹ già là ngày mẹ đã vĩnh viễn đi xa. Dù cho có khóc nghìn muôn bận cũng phải đành thôi mất mẹ già. Một ngày nào đó chúng ta đi làm, chúng ta lớn lên, rồi chúng ta đổ thừa cho thời gian, chúng ta đổ thừa cho công việc, rồi chúng ta càng ngày càng xa cha xa mẹ nhiều hơn. Đổ thừa để khỏi về thăm cha mình, đổ thừa để khỏi về thăm bố mình. Mỗi lần Tết đến cha mẹ đều trông ngóng tất cả các con về. Nhưng rồi một ngày nào đó các con lớn lên, các con không chịu về, các con đổ thừa cho công việc,
Để rồi một ngày nào đó khi về bên cạnh cha mẹ của mình, các con ơi, mẹ đã ra đi, rồi cho có khóc nghìn muôn bận, cũng phải đành thôi mất mẹ già. Cho nên ngay khi con còn nhỏ, tụi con phải làm sao gần gũi mẹ mình hơn, dung đắp ân tình giữa mình và cha mẹ, để cho cha mẹ mình được vui, để cho cha mẹ mình được trẻ mãi lâu già, để cho cha mẹ mình mãi mãi sống bên cạnh mình, cho dù cha và mẹ là một cõi mai già, nhưng mà mãi mãi sống bên cạnh chúng ta các con à. Đừng bao giờ để cho thời gian lặng lẽ trôi qua, rồi tụi con luôn luôn lúc nào cũng làm cho cha mẹ mình khóc, làm cho cha mẹ mình buồn là không đúng đâu các con. Thầy mong rằng tất cả các con là những đứa con mà luôn luôn lúc nào cũng xử sự bằng lý trí và tình cảm. Các con phải xử sự bằng chính trái tim yêu thương của mình, để rồi chính trái tim này sẽ trở thành những đóa hoa hồng cúng dường lên cho cha mẹ. Tụi con phải xử sự bằng lý trí, để lý trí này sẽ bừng sáng lên những ngọn đèn trời, để cho cha mẹ sống đời với con. Các con đồng ý với thầy điều đó không? Ngay từ giờ phút này, buổi chiều hôm nay, mặc dù là buổi khóa tu mùa hè cuối cùng, nhưng mà thầy muốn mong rằng tất cả các con phải vận dụng hết cái tâm thành của mình, vận dụng hết tất cả những cái mà yêu thương mà tụi con đã có. Chiều hôm nay, nếu mà có tụi con đi về nhà, chiều nay về nhà chưa? Chừng nào tụi con mới về? Sáng mai tụi con về cũng được, nhưng mà nhớ, con trai, sáng mai con về, con nên nhớ đừng thiếu một điều, tức là con còn thiếu mẹ, cha một câu. Khi con về rồi, con gặp ai trước cũng được, con gặp Bồ Tát Quan Âm trước cũng được, con gặp Ngài Địa Tạng Vương cũng được. Con ôm lấy cha mình và nói rằng, bố ơi, con xin lỗi bố. Hiểu không? Để mai mốt đó, tụi con không có cơ hội để xin lỗi bố của mình đâu. Con gái cũng vậy. Con chạy về, con ôm mẹ mình và nói rằng, mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Hãy cố gắng nói một câu đi các con, nhất là con gái, hãy nói một câu yêu mẹ đi, để không chúng ta sẽ ngỡ ngàng, rồi chúng ta sẽ bàng hoàng, bởi vì chúng ta không còn cơ hội để nói như con bé gái mà hồi nãy thầy vừa kể cho các con nghe. Con muốn nói một câu rất ngắn rằng, mẹ ơi, con rất thương mẹ. Con chưa kịp nói, mẹ đã qua đời, ngước mặt giữa trời, kêu khàn cổ họng, úp mặt vào tay, nước mắt tràn vào lòng, những tiếng nghẹn bi thương. Con muốn níu thời gian quay trở lại để được quỳ tạ tội với mẹ. Mẹ ơi, con gái hãy cố gắng, đừng bao giờ để cho chúng ta ân hận suốt cả một cuộc đời. Con trai cũng vậy, hãy cố gắng quay về, để rồi các con luôn luôn lúc nào cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mình đã không còn thiếu nợ cha mình một câu, bố ơi, con xin lỗi bố, bố ơi, con yêu bố quá. Chúng ta còn nợ bố một câu xin lỗi, chúng ta còn nợ bố một câu yêu thương bố, chúng ta còn nợ bố một câu con cảm ơn bố vì bố đã tặng cho con mảnh hình hài nguyên vẹn này. Con gái còn thiếu mẹ mình một câu là xin lỗi mẹ, thiếu mẹ mình một câu là lời nói yêu thương, và thiếu mẹ mình một câu là mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã tặng cho con một mái tóc tuyệt vời này. Con trai cũng như con gái, ngày mai này tụi con cũng sẽ lớn lên, rồi tụi con cũng sẽ làm cha, rồi một ngày nào đó tụi con cũng sẽ làm mẹ. Rồi tụi con làm cha, tụi con mới có thể cảm nhận được ân tình của cha. Tụi con làm mẹ, tụi con mới có thể cảm nhận được ân tình của mẹ. Bởi vì cha và mẹ tuyệt vời lắm các con à. Nhưng mà có thể do một vài hoàn cảnh nào đó mà cha mẹ có thể làm sai đi một ít, có thể sống sai đi một ít vì hoàn cảnh đẩy đưa và đưa đẩy các con à. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cha và mẹ cũng là những bà tiên hạnh phúc, những vị thần tuyệt vời. Bởi vì không có một vị Bồ Tát nào mà dám chấp nhận cho mình tạm vắng tạm trú trong bụng 9 tháng 10 ngày hết các con ơi. Hiểu không? Không có vị Bồ Tát nào mà cho chúng ta tạm trú tạm vắng trong bụng 9 tháng 10 ngày hết. Đằng này cái ơn đầu tiên hết là không phải con mở mắt chào đời, mà cái ơn đầu tiên là khi chúng con còn là một hòn máu nhỏ nằm trong bụng mẹ.
Các con đã mang nặng thâm ơn của mẹ mình rồi. 9 tháng 10 ngày tụi con nằm trong đó, chỗ cao mẹ chẳng dám trèo, hoặc là hang hố, hoặc đèo bước ngang. Tụi con mang nặng ơn của cha mẹ từ lúc đó. Hiểu không các con? Chứ không phải đợi khi các con mở mắt chào đời tụi con mới mang nặng thâm ơn của cha mẹ đâu. Cho nên thầy muốn nói cho tụi con nghe, để tụi con hiểu, tụi con đến đây bao nhiêu thời gian, tụi con phải trân trọng nó. Bấy nhiêu thời gian này con nguyện lại mẹ Quan Thế Âm, con đến thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang này, con tu tập khóa tu mùa hè, để con xây dựng cho con để trở thành một người tốt, trở thành một cái đứa con tốt. Con nguyện đem hết thời gian tu học của con, đem hết thời gian đẹp nhất của con trong thiền viện Trúc Lâm Phương Nam này, con kính cúng dường lên cho cha mẹ. Tụi con dám cúng dường cho cha mẹ thời gian học tu của con không? Dám không? Như vậy đi các con, 5 ngày trôi qua, 5 ngày mình trở thành những người Phật tử đẹp, 5 ngày trôi qua mình trở thành những cái công dân tốt, 5 ngày trôi qua mình trở thành một con người lớn trưởng thành, 5 ngày trôi qua mình trở thành những đứa con tuyệt vời nhất. Và 5 ngày trôi qua các con phải cúng dường 5 ngày đẹp này cho cha và cho mẹ. Đó gọi là báo đền công ơn của cha mẹ trong muôn một nghe các con. Các con đồng ý với thầy không? Tụi con vỗ tay là tụi con đã chắc chắn hứa với lòng mình. Tụi con vỗ tay là tụi con đã hứa với mẹ mình, với cha mình rồi. Mà đã là vỗ tay rồi thì dứt khoát không bao giờ thiếu nợ cha mẹ mình những câu nói mà hồi nãy giờ thầy đã nói. Hiểu không? Dứt khoát về để mà nói, để mà thương cha, thương mẹ. Đừng bao giờ thiếu nợ cha mẹ mình một câu. Các con ơi, cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng chờ đợi các con. Các con nằm trong bụng cha mẹ mình 9 tháng 10 ngày, cha mẹ cũng đã chờ đợi các con. Chờ một ngày nào đó tụi con mở mắt chào đời, coi con gái nó có xinh không, coi con trai nó có đẹp không, coi cụ con sanh ra có lành lặn hay không. Rồi khi tụi con mở mắt chào đời, cha mẹ tiếp tục chờ. Chờ một tháng trôi qua để đầy tháng cho các con. Đầy tháng xong rồi chờ thêm 12 tháng nữa để thôi nôi các con. Hiểu không? Rồi các con lớn lên, rồi chờ đợi các con học hết tiểu học, chờ đợi các con học hết cấp 2, rồi chờ đợi các con học hết cấp 3, rồi chờ đợi các con thi vào đại học. Chờ đợi mãi luôn. Rồi các con có vợ, có chồng, chờ đợi coi tụi con có hạnh phúc hay không. Rồi một ngày đó tụi con có về thăm cha mẹ nữa hay không. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói, tụi con còn nhỏ phải cố gắng. Ở ngoài đời biết bao nhiêu đàn anh đàn chị của chúng ta, cha mẹ đã chờ đợi mình bao nhiêu rồi, mà lớn lên làm những điều xấu để cho bị tù, bị tội, tiếp tục làm cho cha mẹ mình chờ đợi nữa các con. Thấy không? Cho nên mình phải làm sao? Trân trọng ân tình của cha mẹ. Đừng để cho cha mẹ mình phải để cho cái cuộc đời nó cướp đi cái thanh xuân của cha mẹ. Đừng để cho thời gian hay là tất cả những cái sự mà ngỗ nghịch của tụi con đã cướp đi cái tuổi thọ của cha mẹ mình. Đừng bao giờ như vậy. Ông trời tặng cho tụi con đôi mắt, ông trời tặng cho tụi con cái lỗ tai, ông trời tặng cho tụi con cái miệng. Có đôi mắt để con biết nhìn cha nhìn mẹ, quan tâm chăm sóc cho cha mẹ. Có lỗ tai để tụi con biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ. Có cái miệng để tụi con có thể là dạ thưa lễ phép với cha mẹ. Nhưng mà thầy nói với tụi con nghe rằng, một ngày nào đó nếu con mắt của tụi con mà không quan tâm, không chăm sóc cha mẹ, mà tụi con thấy, tụi con liếc cha mẹ mình, thì cuộc đời sẽ lấy lại đôi mắt đó. Tụi con ơi, kiếp sau tụi con sanh ra, tụi con không còn đôi mắt để nhìn. Ông trời cho tụi con có một lỗ tai để con biết lắng nghe lời dạy bảo của cha mẹ, mà tụi con không thèm nghe lời dạy bảo của cha mẹ nói một đường tụi con làm một ngã, thì ngày sau này tụi con sinh ra không có lỗ tai, tụi con bị điếc đó. Tụi con sanh ra không có con mắt, tụi con bị mù. Cha mẹ cho tụi con, ông trời cho tụi con cái miệng, cái lưỡi để tụi con có thể dạ thưa cha, dạ thưa mẹ, để con nói những lời nói lễ phép, để cho con có thể dùng cái miệng của con để con hỏi thăm cha mẹ mình. Thay việc nhọc nhằn, đỡ khi đau ốm, rồi tấp lạnh hoạt đồng, tất cả mọi thứ dùng cái miệng để dạ thưa, để lễ phép. Nhưng mà nếu dùng cái miệng của mình để hỗn ẩu, để trả lời, để mắng son sỏn cha mẹ mình,
thì cuộc đời sẽ lấy lại cái miệng của tụi con sẽ không bao giờ nói chuyện được, tức là câm đó các con à. Cho nên nhân quả trong cuộc đời này, đứa con nào mà có hiếu, ông trời sẽ ban tặng biết bao nhiêu điều may mắn. Đứa con nào mà làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc, hổ ngẫu với cha mẹ mình, thì cuộc đời và tương lai của mình sẽ lâm vào con đường cùng tận và bế tắc trong cuộc sống của mình. Cho nên thầy mong rằng tụi con sau này, tất cả mọi đứa ngồi trong cái thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang này, tất cả tụi con trai cũng như con gái, sau này bao nhiêu đây, bao nhiêu đứa ngồi nghe một buổi nói chuyện trưa chiều hôm nay, tụi con mỗi một đứa sẽ trở nên một cái danh nhân, mỗi một đứa sẽ trở thành những cái con người tốt, mỗi một đứa sẽ hoạt động, sẽ đem lại nụ cười tuyệt vời để cúng dường lên cho cha mẹ. Mỗi một đứa là một trái tim yêu thương, mỗi một đứa là một khối óc luôn luôn lúc nào cũng tôn thờ bóng hình của cha mẹ mình. Thầy mong rằng tất cả tụi con đều là như vậy hết. Lời nói có thể rằng là rất dài, nhưng mà thầy mong rằng tụi con chỉ cần hiểu từ trong trái tim của mình, bằng những ngôn ngữ, bằng những lý lẽ của con tim của tụi con thôi. Nói đến cha mẹ nuốt cả một cuộc đời cũng không bao giờ hết được. Nói đến cha mẹ cùng tận luôn cũng không bao giờ trả hết được. Cho nên trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân mới nói rằng là: dí con người ơn sâu dốc trả, cổng mẹ cha tất cả hai vai, giáp vòng hòn núi tu di, trải trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Cho nên tụi con ơi, công ơn của cha mẹ từ khi mở mắt chào đời cho đến cái ngày tụi con chết, tụi con cũng chưa bao giờ đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ được đâu. Cho nên muốn đền ơn công ơn của cha mẹ thì ngay từ bây giờ trở về nhà, thay đổi cuộc sống, thay đổi cách nhìn, thay đổi hết đi các con. Hồi xưa các con trả lời son sỏn, bây giờ đừng bao giờ dùng những ngôn từ đó nữa. Tụi con làm cho cha mẹ mình buồn, đừng bao giờ làm cái nỗi buồn hiện lên đôi mắt của mẹ mình nữa. Tụi con luôn luôn lúc nào cũng đem nụ cười tặng cho cha, đem niềm vui tặng cho mẹ. Có như vậy thì tụi con mới có thể đền đáp công ơn của cha mẹ. Mãi mãi tụi con không rơi vào trong địa ngục mà gọi là treo ngược. Mãi mãi tụi con không làm rơi nước mắt của cha mẹ thì mãi mãi tụi con không bao giờ uống nước đồng sôi. Tụi con là những cái bậc lớn lên trở thành những cái người có thể nói rằng là người công dân tốt trong xã hội. Để tụi con có thể hoàn tất được tất cả mọi thứ, chỉ có những người có hiếu với cha mẹ thì những người đó mới biết yêu thương vạn loài chúng sinh. Chỉ có những người có hiếu với cha mẹ thì mới biết yêu thương tất cả vạn loài. Còn người không có hiếu với cha mẹ rồi thì không bao giờ nói yêu thương ai được hết. Hiểu không các con? Chỉ có hiếu với cha mẹ thì mình nói thương người ta mới tin. Còn mình nói mình thương người này đi từ thiện chỗ kia mà về nhà mình bất hiếu với cha mẹ mình là sai. Có một cái cô đó sắm hương sắm hoa là một cái lẵng trái cây tuyệt vời lắm, là một cái lẵng hoa 99 đóa hoa hồng để chuẩn bị vào chùa cúng Phật. Mà cái cô này đó có một bà mẹ già mà cổ ít có quan tâm lắm. Nhiều khi đi chơi với bạn bè, ăn cơm tiệm, ăn nhà hàng, còn bà già ở nhà không có quan tâm tới. Tụi con ơi, thậm chí đó, nó lấy cây tre nó đóng ngang cái cửa buồng, nó không cho bà già leo lên nữa. Tại vì bà già bị cái bệnh hay run gì nè, nó sợ lên rồi nhìn bạn bè của nó rồi cái mất mặt, nhốt bà dưới bếp á, thảy chiếc chiếu, thảy cái gối. Cao tay lắm là mua một hộp cơm, không thì thảy mấy ổ bánh mì cho bà già ăn thôi. 3-4 năm trời bị nhốt ở trong nhà bếp, bà già bà thèm lắm, thấy con mình mua trái cây mà nó chưng ở ngoài trước, bà gán bà bước qua cái thanh tre, bà lần cái vách tường, bà đi lên nhà trên. Các con ơi, bà cụ bà giới hái một cái trái nho trong lẵng trái cây của nó. Nó chụp tay của bà, nó hất bà vô trong vách tường. Nó nói bà làm cái gì, làm ăn sống nhăn vậy bà, đồ tôi chưa cúng Phật mà bà bẻ bà ăn như vậy. Các con nghĩ đi, mẹ của nó mà nó không cho ăn, ông Phật dám ăn không? Cho nên muốn đem cúng Phật mười phương, trước lo báo hiếu xong đường mẹ cha. Mẹ cha là Phật Di Đà, mẹ cha là Phật Thích Ca hiện tiền. Cho nên mẹ nó hái có một trái nho mà nó hất mẹ nó vô trong vách tường.
Thầy xin thưa với tụi con, đem vô trong cúng dường cho Phật, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, chẳng ai dám nhận cái tấm lòng của nó đâu. Vì nó quá bất hiếu, vì nó quá cao ngạo, vì nó quá sổ sàng đó các con à. Thấy không, có đôi khi mình lớn lên, mình đi đủ thứ hết, mình đi từ thiện, mình cho cái này, mình cho cái kia, mình đi chùa, mình phóng sanh, mình làm cho thể hiện một chút vậy đó mà. Nhưng mà về nhà đối với cha mẹ mình tệ bạc quá trời, đối với cha mẹ mình bất hiếu vô cùng. Vậy thì Phật trời không bao giờ chứng được đâu các con. Cho nên thầy nhắc lại tụi con một điều, ông vua không có du lan, ông vua mất ngai vàng. Ông quan không có du lan, ông quan sẽ ở tù và mất chức. Một doanh nhân mà không có du lan, tàn gia bại sản. Một con thầy giáo, cô giáo không có du lan, không xứng đáng làm bậc mô phạm trong cuộc đời. Mà tụi con hiện tại bây giờ mà không có du lan, tụi con ơi, mãi mãi không lớn thành người được đâu. Cho nên thầy mong rằng tụi con phải nhớ mãi ở trong đầu của mình một câu mà mình còn mang, còn nợ cha và mẹ của mình. Một câu xin lỗi cha, xin lỗi mẹ. Một câu cảm ơn mẹ, cảm ơn cha. Và một câu bố ơi, con yêu bố lắm. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Hãy cố gắng từ đây và mãi mãi muôn đời sau. Tụi con khi trở về nhà, tụi con phải làm sao cho cha mẹ mình vui. Cha mẹ đừng buồn nữa. Biến những giọt nước mắt long lanh của mẹ thành những hạt kim cương đóng lánh, làm cho đôi hoa môi của cha luôn rộ nở những nụ cười và lau cạn những dòng lệ nóng, để tụi con có thể là xứng đáng bỏ cái công ơn, xứng đáng bỏ cái thời gian, xứng đáng bỏ hết công việc của mình để vào trong thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang này mà tụi con tích lũy công đức lành. Và bao nhiêu công đức lành của năm ngày trôi qua, các con hãy nguyện với Bồ Tát Quan Âm kính cúng dường lên cho cha mẹ, để gọi là một chút lòng thành, để gọi là một chút du lan, để gọi là một chút hiếu thảo của tụi con. Tụi con cúng dường lên cho hai ông Phật chưa từng ngồi tòa sen, hai ông Phật giữa trần đời này. Mong rằng tụi con luôn luôn lúc nào cũng cảm nhận ân tình của cha, cảm nhận ân tình của mẹ. Thời gian đã trôi qua rất là nhanh, con quỷ vô thường không hẹn mà đến. Rồi một ngày nào đó con quỷ vô thường nó bước đến đầu giường của cha mình, con quỷ vô thường bước đến đầu giường của mẹ mình, rồi nó phẩy tay một cái, cha mẹ không còn có mặt trên trần gian này nữa. Thì các con ơi, các con sẽ không còn cơ hội để nói được nữa đâu. Lúc bây giờ các con sẽ gục đầu trong ân hận, và mãi mãi chúng con sẽ trở thành tội đồ thiên cổ. Hôm nay đủ cái duyên lành, Sư Giác Nghiệp mời thầy đến đây để nói chuyện với tụi con. Lời nói tuy ít nhưng mong rằng tất cả các con phải hiểu thật nhiều. Ân tình của cha mẹ tuy nó chỉ có bao nhiêu, nhưng mà thầy mong rằng tất cả các con phải thực hành cho đến cuối cuộc đời của mình. Cha và mẹ một lần nữa là những vị thần sức mạnh, là những bà tiên hạnh phúc. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lao. Cha như giọt nước trên cao, rung rung chợt rụng rơi vào hoàng hôn. Mẹ giống như trái chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con đành mồ côi. Cha mình như giọt nước trên cao, gió lay một cái thì giọt nước sẽ rơi vào hoàng hôn đó các con à. Mỗi một ngày trôi qua cha mình già đi một chút, mỗi một năm trôi qua mẹ mình cũng già đi một chút. Mong rằng các con phải làm sao xứng đáng một kiếp người. Hãy đem nụ cười cúng dường lên cho cha mẹ, và hãy thầm niệm trong tâm mình rằng mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Thầy cầu nguyện cho cha mẹ của tụi con ở nhà mãi mãi luôn luôn lúc nào cũng nhận được nụ cười của tụi con. Cầu nguyện cho tụi con cũng vậy, tất cả tụi con ngồi trong đây cũng như những đứa mà không có ngồi trong đây, đôi hoa môi luôn rộ nở những nụ cười, và mãi mãi cúng dường nụ cười lên cho cha mẹ. Cầu nguyện cho tụi con đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi giữ hai chữ Vu Lan. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.